Cộng sản Việt Nam làm gì để duy trì u mê cho xã hội này? Hiện tượng mê tín chỉ nảy nở trên nền tảng u mê. Để xóa bỏ hiện tượng mê tín thì cách tốt nhất vẫn là nâng cao dân trí và nhiệm vụ nâng cao dân trí được trao cho Bộ Giáo dục. Tại Việt Nam, hiện tượng mê tín ngày càng trở nên nghiêm trọng. Chính vì thế mà thành phần lăn băm mới có dịp lộng hành, ngành công nghiệp kinh doanh thánh thần mới nở rộ. Hiện tượng nhà ngoại cảm ung dung lừa đảo nhân dân hàng chục năm nay cũng bởi cái nền tảng u um mê vững chắc ấy mê tín đẩy con người đến đền chùa cầu khấn thì nhà nước lập ra hệ thống trại hành nghề mê tín trá hình dưới dạng đền chùa với các trụ trì là các ông đầu trọc có thẻ đảng rồi sau đó ra luật hốt tiền công đức ở chùa chiền mê tín đẩy con người tìm đến lan băm thì nhà nước cho xây dựng thần y để cùng đám lừa đảo trục lợi mê tín đẩy con người tìm đến nhà ngoại cảm thì nhà nước tài trợ cho bọn này hành nghề để đôi bên cùng có lợi còn lập ra cái gọi là trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam để hợp thức hóa nghề ngoại cảm của mấy tên lừa đảo có thể nói ngành lừa đảo bằng cái gọi là nhà ngoại cảm đã trở thành căn bệnh ung thư của xã hội rất nhiều người biết và họ đã khui ra khá nhiều tuy nhiên họ cũng chỉ dám khui những nhà ngoại cảm nào có thế lực yếu. Còn các nhà ngoại cảm được hỗ trợ của cả hệ thống chính quyền trung ương thì họ không dám. Năm 2013, người ta khui ra nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Thủy, tự xưng là cậu Thủy, đã dùng xương động vật giả làm xương người, lừa thân nhân liệt sĩ. Trong vụ này, có một ngân hàng địa phương hỗ trợ ông cậu Thủy này hành nghề. Tuy nhiên, sai phạm của quan chức ngân hàng ủng hộ chủ trương này thì người ta lờ đi. Hiện nay, việc xét nghiệm di truyền DNA rất rẻ. Một xét nghiệm DNA để xác định huyết thống họ hàng, giá chỉ có 4 triệu 800 ngàn đồng hai mẫu cho hai người và có kết quả ngay trong 24 giờ. Việc xét nghiệm DNA để xác định huyết thống dễ như vậy, nhưng chính quyền vẫn không dùng công nghệ này để kiểm chứng những nhà ngoại cảm là vì sao? Vì để nuôi một ngành lừa đảo hái ra tiền. Chính vì thế, mà chính quyền Cộng sản Việt Nam đã điều khiển truyền thông để người dân không biết đường tìm đến với ngành xét nghiệm DNA để kiểm chứng. Ngày 23 tháng 8, 2020, trên báo VOV có bài viết 90% là nhà ngoại cảm rỗm và những nỗi đau của gia đình liệt sĩ. Câu hỏi đặt ra là Tại sao VOV chỉ dám khẳng định 90% mà không khẳng định 100% trong khi đó vấn đề ngoại cảm chỉ là mê tín chứ không có cơ sở khoa học nào cả. Mà đã là mê tín thì không thể là sự thật, là chân lý được. Thực tế là tất cả các nhà ngoại cảm đều né việc xét nghiệm DNA thì điều đó đủ khẳng định họ là đồ rỗm rồi. Không dám dùng khoa học kiểm chứng mà thật được sao? Có thể nói trong 10% nhà ngoại cảm không bị vắng mát rỗm ấy không phải vì họ thật mà là vì họ là một thế lực bất khả xâm phạm loại này được chính quyền bảo kê cho rất bài bản bằng cách lập ra viện này viện nọ cho có vẻ khoa học rồi mời nhà ngoại cảm ấy ngồi vào chiếc ghế hợp pháp được lập sẵn đó để hành nghề đây là trò lừa đảo dựa trên chủ mưu của bộ máy chính quyền nên không báo đài hay cá nhân nào dám khui u mê là mảnh đất màu mỡ để mọc lên khu rừng mê tín điều đáng nói là cái u mê của người việt không những không giảm mà ngày càng có chiều hướng gia tăng. Cái u mê của người Việt nhiều đến mức nay đã xuất khẩu ra khắp thế giới. Hiện tượng mang cờ đỏ sao vàng đến sân bóng đá giải ô hô tận bên Âu Châu đã nói lên tất cả. Lẽ ra, người Việt ra nước ngoài sẽ được văn minh nước ngoài rửa sạch u mê. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, thì ngay cả văn minh xứ trời Âu cũng phải đầu hàng vì cái u mê bền vững, mang thương hiệu búa liềm của Việt Nam để rửa sạch u mê thì bắt đầu từ đâu? Phải bắt đầu từ giáo dục. Chỉ có giáo dục tốt thì từng lớp người trẻ lớn lên sẽ thay thế dần lớp già u mê. Tuy nhiên, ngay cả học sinh của xứ này vẫn u mê chẳng khác gì lớp già. Một nền giáo dục què hoặc làm ngu dân thì cứ mãi cho ra đời hết lớp u mê này đến lớp u mê khác mà thôi. Đấy là điều đáng buồn. Ngày 4 tháng 7, trên báo lao động, có phóng sự ảnh mang tựa Sĩ tử đội nắng đọc khấn bằng smartphone, cúng máy tính trước kỳ thi tốt nghiệp, với hàng loạt hình ảnh sĩ tử cúng vái trước kỳ thi. Lớp trẻ này sẽ là tương lai của nước Việt. Vậy, sau 12 năm học, chúng nhiễm nặng thói mê tính như thế. Đấy là hình ảnh rõ nét nhất về nền giáo dục cộng sản, một nền giáo dục tạo ra những thế hệ nối tiếp, chìm sâu trong u mê nặng nề. Trong những sĩ tử này, bao nhiêu người thoát ra được bóng tối u mê? chắc là không nhiều còn cộng sản thì dân tộc này sẽ không thể nào thoát khỏi bóng tối u mê chắc chắn là vậy